Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình với chủ đề Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn năm 2021-2025. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã liên tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, khiến nhiều doanh nghiệp phập phồng lo lắng về việc lãi suất cho vay sẽ tăng, kéo theo chi phí vốn tăng theo. Trước thực tế này, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhằm góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tích cực quá trình phục hồi kinh tế. Trong đó phải kể đến việc Ngân hàng Nhà nước vừa triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định số 31 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Chính phủ. Với chương trình này, khách hàng vay vốn sẽ được giảm lãi suất trực tiếp từ kỳ trả lãi ngày 20 tháng 5 năm 2022 đến cuối năm 2023 hoặc đến khi gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng hết hạn mức. Thông tin này đã được phía cộng đồng doanh nghiệp đón nhận rất tích cực. Hiện tại thì là các ngân hàng cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp về cái việc là cấp tín dụng. Thì hiện tại là chúng tôi vẫn đang được nhận tín dụng tốt bình thường. Thì có là chúng tôi đang mong chờ cái việc là được cắt giảm bớt 2% lãi suất để tiết kiệm cái chi phí vay. Để có thể là dùng cái cắt giảm cái chi phí đó, thì dùng cái chi phí đó thứ nhất là để tái đầu tư sản xuất trang thiết bị, cái thứ hai là để có thể là hỗ trợ tăng lương cho nhân viên, và thứ ba là cắt giảm một phần cái giá đến tay người tiêu dùng trong cái bối cảnh mà lạm phát đang tăng lên. Thực sự là Chính phủ vừa rồi cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều trong cái đợt dịch vừa rồi về cho các doanh nghiệp phục hồi. Tuy nhiên là trong đó thì địa phương Thành phố Hồ Chí Minh cũng có hỗ trợ. Và đặc biệt là trong cái đợt lạ hùng hỗ trợ 2% lãi suất cho 2 năm kể từ năm 22 hết năm 23, đấy là một cái tinh thần, cái tín hiệu rất mừng, và đây là cái tinh thần để hỗ trợ giúp các doanh nghiệp người ta yên tâm, và cũng là một cái để phục hồi nhanh hơn. Thì tôi nói là cái Chính phủ mà đưa ra cái gói hỗ trợ lãi suất lần này thì rất là kịp thời và rất tốt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng mới bắt đầu triển khai quy trình. Các ngân hàng đều cho rằng bản chất của gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng để giảm 2% lãi suất là giúp giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và giúp phục hồi sản xuất kinh doanh. Điều mà nhiều ngân hàng lo nhất vẫn là việc xác định đúng đối tượng được thụ hưởng. Chúng tôi cũng thấy rằng sẽ cũng tính toán nghiên cứu để làm sao được có được một cái lượng tín dụng bổ sung nền kinh tế một cách phù hợp, vừa đáp ứng những cái yêu cầu khôi phục nền kinh tế, đáp ứng để cho cái gói 2% này có đủ cái dư địa về mặt tín dụng để thực hiện được một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất cái hỗ trợ 2%. Thế và tất nhiên cũng luôn luôn phải quán xuyến một cái nguyên tắc điều hành tín dụng, đó là một cái giải pháp để thực hiện cái mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh hiện nay khó khăn, quan điểm của chúng tôi cũng như là doanh nghiệp và người dân được đồng nào hay đồng đấy. Và rõ ràng cái sự hỗ trợ đồng hành hiện nay giảm phí, giảm lãi, rồi giãn hoãn nợ là những động thái rất là kịp thời và đáng trân trọng, đáng quý. Trong bối cảnh là bản thân các ngân hàng cũng có nhiều khó khăn. Thông thường là ngân hàng sẽ khó khăn sau, doanh nghiệp, người dân khó khăn trước. Do không phải tất cả các lĩnh vực đều được vay, mà chỉ có 11 nhóm ngành nghề, lĩnh vực gồm du lịch, giáo dục, vận tải, nông nghiệp mới được hỗ trợ. Nên nguyên tắc triển khai là các ngân hàng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, rõ ràng và không để trục lợi chính sách. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất chính là làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được. Nếu theo luật của các tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp tiếp cận được rất ít với điều kiện, không có nợ xấu, phải có doanh thu, có lợi nhuận, có tài sản bảo đảm. Hơn 2 năm dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp không tránh khỏi tình trạng nợ xấu hay chuyển nhóm nợ. Chúng tôi rất là mong chờ được có những cái thông tin cụ thể và cái mong cho cái gói này nó sớm đi đến được doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà thực sự là lúc này là doanh nghiệp đang cần nguồn vốn để phục hồi. Còn nếu như mà cái chính sách mà đến lâu quá thì những cái doanh nghiệp nào mà đã yếu thì đã không kịp cứu, còn những doanh nghiệp nào mà nó mạnh, nó cũng vượt qua rồi thì sau đó nó không còn nhiều ý nghĩa. Chính phủ, Bộ Tài chính rất cố gắng trong vấn đề là tìm mọi nguồn để hỗ trợ cho doanh nghiệp và cho người dân. Tôi nói cái đó rất tốt.
Nhưng mà cái quan trọng cái đồng tiền của đó đấy là phải có đến nhanh. Những người cái địa chỉ đáng hỗ trợ không? Cái thứ hai là có chính xác không? Cái thứ ba là có lợi dụng không? Và thứ là phải hiệu quả tức thời để giảm bớt một phần khó khăn. Nhưng mà tôi cho sự cố gắng của doanh nghiệp vẫn là chính. Anh phải đổi mới công nghệ, đào tạo lại nguồn nhân lực, cải tạo cái quản trị doanh nghiệp để tự mình vươn lên, liên doanh liên kết. Cái đó chúng ta còn yếu. Cho nên là phải kết hợp giữa hỗ trợ của chính phủ và cố gắng của doanh nghiệp. Cái đó mới là quan trọng. Nhiều ngân hàng thương mại cũng cho rằng Nghị định số 31 đã quy định rõ 11 nhóm ngành được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất. Những tiêu chí để được vay gói hỗ trợ này khá chặt chẽ và khó đạt được trong bối cảnh 2 năm qua. Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, do đó cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết từ ngân hàng nhà nước để các tổ chức tín dụng thực hiện triển khai. Từ đó các tổ chức tín dụng sẽ xây dựng kế hoạch cho vay phù hợp với các quy định. Thưa quý vị, cho tới thời điểm hiện tại, đã có ngân hàng Agribank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% một năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Còn mới đây, ngân hàng nhà nước cũng đã tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại tới tất cả các địa phương qua hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất này, sớm đưa chính sách đi vào thực tiễn. Đó là những nỗ lực để mau chóng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.